Nghịch ánh sáng mà. Đây bây giờ là mình đang ở ngoài biển Hungtington Beach. Từ chỗ Phú Lộc Thọ đi ra đây khoảng chừng 25 phút. Đi ra cho mấy đứa chụp hình. Đưa mấy đứa nhỏ con gái nè, đó, nó đang đứng gần xa xa kia kìa. Mà bị ngược ánh sáng cho nên là không có thấy rõ. Ui tụi nó đâu rồi, đồ nó xuống dưới phía kia bãi biển dưới kia rồi. À nó xuống nó dọc nước nó rồi mà đâu có mang đồ theo đâu. Chỉ đi ra đây ngắm biển một tí thôi. Hôm nay là biển này là tháng 1. Tháng 1 chưa có nhiều người. Buổi trưa chắc đông á, tại vì hôm nay á, bữa nay á cũng ấm ở đây là 72 độ. Tháng 1 18 tây tháng 1. Nhưng mà bây giờ là 3 giờ 4 giờ chiều rồi cho nên là trời nó cũng xuống nó lạnh lạnh nữa rồi, nó sắp sửa lạnh rồi đó. Mà thì người ta dọn về bớt rồi nè. Cái này có cái rặng cây dừa đẹp quá ha. Rặng cây dừa đẹp ghê. Đó, ở đây người ta mướn xe đạp chạy vòng chơi nè. Ở đằng xa xa kia ta có picnic. Cái đó là phải đặt chỗ trước. Đây là người mẫu đang chụp hình. Bà ngoại chụp rồi. Ôi bà ngoại đứng rồi. Má chụp cho con gái à. Chim chim bụt chim gì đây ra kiếm đồ ăn á, thử đi mua đồ ăn á. Ra chim bay quá chừng luôn đó, cả đàn luôn. Thử chắc bên đó người ta barbecue sao mà nó thử được mua đồ ăn, nó tay bay tới quá chừng.